Danh tính cô dâu Cần Thơ được mẹ cho 13 tỷ và ô tô, nhà trai tặng 20 cây vàng và căn nhà gây sốt. Một đám cưới ở Cần Thơ đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội do sự hoành tráng và gia đình của cô dâu và chú rể chịu chơi với các món quà cưới siêu khủng. Cô dâu Như Huỳnh, con gái của một gia đình kinh doanh bất động sản nổi tiếng tại miền Tây, nhận được bộ trang sức kim cương trị giá 3 tỷ đồng, 3 sổ hồng trị giá hơn 10 tỷ đồng, xe hơi siêu sang và một chiếc nhẫn kim cương từ bố mẹ đẻ. Đồng thời, cặp đôi còn nhận được quà cưới không kém cạnh từ gia đình chồng. Chú rể Trung Tính, con trai út của một tiệm vàng nổi tiếng, đã chịu chơi với việc trao tặng 20 cây vàng, một căn nhà tại Cần Thơ và 200 triệu đồng tiền mặt. Cả gia đình cô dâu và chú rể đều thể hiện sự giàu có và sự chịu chơi thông qua việc trao nhau những món quà cưới có giá trị lớn. Đám cưới này không chỉ thu hút sự chú ý bởi sự hoành tráng mà còn bởi đẹp của cô dâu và gia đình họ.